Thưa quý vị và các bạn, năm 2025 trở thành đô thị loại 3 và hoàn thành nông thôn mới kiểu mẫu là mục tiêu khiêm tốn mà huyện Văn Giang đặt ra trước những tiềm năng thế mạnh. Đó là phát biểu của đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Giang về tình hình phát triển kinh tế xã hội, đầu tư công và xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu diễn ra trong sáng nay. Tại buổi làm việc, huyện Văn Giang có 13 kiến nghị đề xuất đối với Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành liên quan để hoàn thành các mục tiêu về phát triển đô thị và hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện đề nghị sớm hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án quy hoạch chung đô thị Văn Giang đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, làm cơ sở để triển khai các nhiệm vụ lập quy hoạch, xây dựng phát triển đô thị và thực hiện các dự án hình thành hệ thống hạ tầng khu đô thị Văn Giang. Về phát triển hạ tầng khu cụm công nghiệp, sớm ban hành hướng dẫn cụ thể về việc đầu tư hạ tầng, cơ chế thu hút nguồn vốn đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp. Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở ngành của tỉnh đánh giá cao quá trình xây dựng đô thị ở huyện Văn Giang, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng các dự án đô thị thuận lợi, không để phát sinh đơn thư. Đáng chú ý như công tác giải phóng mặt bằng các khu đô thị Dream City, Đại An có tiến độ thực hiện nhanh. Về lĩnh vực môi trường, huyện Văn Giang cần xây dựng đề án thu gom xử lý nước thải các khu dân cư, không xả thải trực tiếp ra hệ thống sông Bắc Hương Hải. Đồng chí cũng lưu ý đến cái đề án thu gom xử lý nước thải tại các khu dân cư ở trong nông thôn. Đây là một vấn đề mà cũng phải sự vào cuộc của chính quyền rồi của các đoàn thể. Nếu chúng ta khắc phục được ở những cái trường hợp mà những khu đặc biệt những khu dân cư ở giáp ranh đối với sông Bắc Hương Hải thì tạo ra cái hệ thống gom và xử lý các công trình nước thải này thì sẽ giảm thiểu đi. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Văn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, huyện Văn Giang là địa phương dẫn đầu tỉnh Hưng Yên về phát triển đô thị dịch vụ và nông thôn mới kiểu mẫu, là huyện nằm trong top đầu về phát triển kinh tế xã hội, thu ngân sách nhà nước để trở thành đô thị loại 3 và hoàn thành nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025 là mục tiêu khiêm tốn trước những tiềm năng thế mạnh của huyện Văn Giang. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Văn Giang cần bám sát mục tiêu kế hoạch của tỉnh, tập trung đẩy mạnh phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, tập trung giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, tập trung xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp đã được phê duyệt. Tỉnh đã quy hoạch cho Văn Giang khu công nghiệp khoảng 360 ha để đảm bảo là sau khi người dân về Văn Giang làm việc thì có chỗ để ở thì có chỗ để làm việc. Thì đã rất là hài hòa, rất hợp lý. Tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư có năng lực thực sự, có kinh nghiệm thực sự để đắp đầy sớm. 10 nhà đầu tư, 20 nhà đầu tư có khi chỉ chọn được một nhà đầu tư thôi. Tức là đủ tầm, đủ năng lực, đủ kinh nghiệm mà xứng đáng để vào đây. Để sau này là có cơ hội là tiếp nhận các dự án đây thì tạo công ăn việc làm, người đến Văn Giang ở thì phải có việc làm chứ không phải nghĩ rằng ta ở thậm chí không. Thế còn liên quan đến các cụm công nghiệp, trước đây là cụm công nghiệp thì thực hiện đây là quy hoạch cụm công nghiệp thì anh có nói là thu hồi đất thì tất cả các công trình dở dang thì được cho phép tiếp tục triển khai. Thế cái gì, nội dung là các doanh nghiệp mà chưa giải phóng mặt bằng thì phải thực hiện theo mới. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, huyện Văn Giang có hướng đi rộng mở nhưng để thực hiện và đạt được mục tiêu đô thị thông minh, sớm hoàn thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu, quan trọng là cách làm ở Văn Giang phải làm sao cho hiệu quả. Ngoài phát huy nguồn lực, tiềm năng và lợi thế, trước mắt, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ hỗ trợ huyện hai lĩnh vực về phát triển hạ tầng giao thông, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Văn Giang là thừa điều kiện nên đô thị loại 3, thậm chí các đồng chí cần làm đến tận đô thị loại 2 cũng được. Trong năm 2022, Văn Giang đạt đô thị loại 4 và đến năm 2023 hoặc cùng lắm là 2024 thì Văn Giang đạt đô thị loại 3. Phấn đấu đến năm 2030 thì đạt đô thị loại 2. Ban thường vụ ở đây các đồng chí phải quyết tâm quyết liệt cơ. Trong đó thì điều hành ủy ban thì đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân phải quyết liệt mạnh mẽ, trong đó có sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống. Đồng chí Bí thư cũng phải vào cuộc tích cực chỉ đạo toàn hệ thống người ta vào cuộc thì mới thành được. Bởi cái này nó rất nhiều nội dung và rất nhiều tiêu chí. Nếu mà chúng ta không xây dựng đề án mà không có nghị quyết để cụ thể lộ trình thì khó khăn lắm. Tất cả hệ thống chính trị ta vào cuộc. Đối với các kiến nghị của huyện Văn Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao các sở ngành liên quan xem xét phối hợp giải quyết,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Văn Giang bên cạnh thực hiện các mục tiêu xây dựng đô thị, nông thôn mới kiểu mẫu, cần tăng cường quản lý đất công ích, quản lý đô thị, sớm giải ngân nguồn vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường.